Mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay mình đến chợ Bắc Sơn tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mình đến đây là coi như là cái ngày 29 Tết rồi. Ngày đây các khách đi chợ là rất là đông. Hôm nay mình ghi nhận cho quý cô chú anh chị cùng xem. Cô quen không, quen không? Bữa nay cho cô lên YouTube luôn, đúng không? Bán Tết này đắt dữ hả cô? Bán được đắt. Có lòng ngàn nhiêu 1 ký? Dưa hấu trong ngàn hả? Nhưng mà là 11 vốn này. 11 vốn hả? Ừ. Bán ra nhiêu? Bán ra 21 hả? Bán ra 15 ngàn. 1 vốn rồi bán ra 30. Quá dữ. Khai luôn cái vốn luôn hả không? Quá quá thiệt tình rồi. Có con nhỏ gì mà đi đi xin hả cô? Rồi để mình rồi để mình lì xì cho. Ủa con cá này giống giống cá lóc mà sao nó nhìn thấy không giống cá lóc chị? Cá này là cá dày á. À cá dày hả? Nó gần gần ha, có cái mình gần gần. Bóng tượng nè, còn cá dày nè. À. Này cá bóng tượng. Còn cái con cá kia là cá dày. Chị làm cá thấy ham quá. Đánh dậy bằng đồ nghề luôn. Chào người đẹp, bán bông quá đắt luôn ha. Bán không kịp tay luôn trời. Wow. Không kịp uống nước luôn á. Không kịp uống nước luôn. Chúc mừng em, bán vậy là quá tuyệt vời luôn. Chào cô bán thịt nha. Dạ. Thịt năm nay bán có giá không cô? Bán giá bình thường, không có lên giá. Cũng bình thường ha. Rồi, cũng như hữu nghị cho bà con người ta ăn Tết rồi là được rồi. Thì cái chợ Bắc Sơn này thì tại cái trên đường Ngô Quyền. Đường Ngô Quyền cũng là gần cái khu cổng tham quan. Giờ này thì cũng là 9 giờ sáng. Cái lượng khách đi chợ để mua sắm những cái đồ về ăn Tết là rất là đông luôn. Quý cô chú anh chị xem hãy cho mình một like và tặng cho mình một lượt đăng ký nhé. Ở đây thì có cái anh này bán bông theo cái truyền thống mỗi năm người ta bán bông nhánh về trưng. Này có thể về trưng trên bàn thờ bông mai. Mai quá đẹp ha, bông nhiều quá. Bông gì mình bán nhiều một nhánh vậy anh? Một bó gì 50 ngàn à, này để trưng trên bàn thờ bông nhánh à. Sáng giờ bán được không anh? Có vài bó à. Được vài bó à hả? À. Ở đây là cái khu vực ở ngoài mặt chợ. Đây tại cái khu vực ở trước là bán dừa. Đây là dừa tư. Dừa tư. Chào anh, bán được không anh? Cao thủ luôn á. Bán được lai gai hả? Ừ. Em quá ha, dừa này bán Tết thì ngày bán được thiên dừa không anh? Dạ. Chắc. À, năm nay dừa giá thế nào rẻ hay mắc anh? Mỗi năm á, trái gì giờ mình bán nhiêu? Trái 15 ngàn. Trái 15 ngàn hả? Ồ, ảnh chặt. Ồ, ảnh chặt dừa siêu siêu quá ha. Vậy là đổ nước ra là xong ngay đó ha. Ồ. Ồ, chặt không tới ra nguyên, bỏ nguyên một đống luôn kìa. Bán tới bữa nay mấy mới nghỉ ha? 30. À, bữa nay 29 rồi, vậy là bán tới chiều ngày mai là nghỉ. Ừ. Yeah. Bán không kịp tay luôn hả? À, chào anh, chúc anh bán đắt nha. À, kinh cậu ba Kiên Giang anh. Tại mình thứ ba thì để cậu ba.
Đây quầy bán thịt heo nè, heo cũng quá ra, quá khách đông luôn nè. Kẻ qua người lại dập dìu luôn. Mình sẽ đi một vòng ở ngoài chợ trước, rồi mình sẽ tiến vào ở khu trung tâm trong chợ. Chợ Bắc Sơn này nói chung ra thì cũng rất lớn, cũng không có thua gì chợ 30 tháng 4. Và cái lượng khách thì rất đông luôn. Đây đông ghê không? Xe đều là quá đông mà. Đây mình nhìn thấy. Đây trước mé lời mấy bạn hàng bán bông hoa quá nhiều luôn, bông tuyệt vời nè. Đây rồi, cúc 15.000. Ba bó 60.000 luôn, quá tuyệt, quá đông, cái lượng khách đông quá. Đây khóm bán cái khóm, khóm chưng. Cái khóm này quá nhỏ nè, khóm kiển cái gì đó. Đây không tuyệt vời luôn. Đây chỗ này bán trái cây nè, lòng mứt 30.000 ký. Chào chú, bán đắt không chú? Quá đắt luôn ha, lượng khách quá trời đông nè, thấy vui quá nè. Xài cát Hòa Lộc 50.000, quá đẹp luôn. 50 là phải giá luôn đó ha. Quýt 30. Quýt Thái 30.000 một ký. Quýt Thái 30.000 ký, quá đẹp luôn. Mua về chưng Tết hả chị? Bữa nay đi chợ thế nào, thấy đông không? Đông. Quá đông luôn ha, đông hơn mọi ngày quá ha. Tết mà, chợ ngày Tết mà, quá đông vui luôn. Còn đây gian hàng bán một ít đồ dùng, đồ bông giả nè, bao lì xì nữa, những đồ treo trên cây mai chúc mừng năm mới, dạng sự như ý rồi nè. Quá ở hai cái bên đường Ngô Quyền này quá trời đông, hai bên bán quá đông. Rồi mình sẽ tiến hành vào chợ. Chợ này cũng tới hai ba cái lề đường để đi vào, thì mình đi lề phía bên tay phải thì bán vịt xiêm hả cô? Dạ rồi rồi. Có con nhỏ gì mà đi xin hả cô? Rồi để mình rồi để mình lì xì cho. Rồi kế tiếp đây, quá trời bông, một cây 10.000 luôn, bông vạn thọ, bông nhà chồng. Bán đỡ không chị? Cũng được ha, nhân thọ nhà chồng luôn hả? 10.000 một cây, quá rẻ luôn. Ôi, hột vịt 30.000 chục luôn.
Ở đây thì bán lương rồi mấy cái thùng lương. Rồi mình sẽ đi tiếp tục qua đó. Thì những cái bông bí phát lo leo nheo thành ra vô cái chợ cũng hơi ồn ào. Cái đường này là mình đi thẳng qua tới đường Nguyễn Trung Trực luôn, coi như là đường Nguyễn Trung Trực đó là khoảng cách cái chỗ mà cổng Tam Quan tầm khoảng 200m luôn đó, ra không ra ngoài bên đó luôn. Thì khoảng quá đông. Quá nhiều, ăn đủ thứ luôn. Thì bán cá, các loại cá luôn. Ủa con cá này giống cá lóc mà sao nó nhìn thấy không giống cá lóc chị? Cá này là cá dày á. À cá dày hả? Nó gần gần ha, có cái mình gần gần. Bóng tượng nè, còn cá dày nè. À. Này cá bóng tượng. Còn cái con cá kia là cá dày. Ồ đây con này con cá lóc. Ủa rồi mình ăn cái thịt nó cũng giống như nhau hả gì? Khác hơn hả? Cái thịt của nó dẻ hơn đó. Dẻ hơn. À ngon hơn hay ngon là hơn, ngon hơn nữa hả? Ngon hơn là dẻ hơn. Ồ. Chị bắt làm cá. Cắt cái đuôi sâu sâu vô nghe. Điêu luyện luôn ha, làm cá tuyệt vời. Hôm nay bán chắc cũng đắt dữ hả chị? Chung là bán cá đồng thì được hơn mấy chỗ khác. À. Cái này là chiên về cá đồng luôn. Ồ. Ừ. Ui nó phóng ra ngoài kìa. Quá phóng luôn. Quá phóng luôn kìa. Ồ. Ừ. Quá thấy chị làm cá thấy ham quá. Đánh dãy bằng đồ nghề luôn. Rồi, đi nha, cảm ơn chị. Đi con. Vé số đủ loại luôn. Quá nhiều. Đây là quầy bán thịt heo. Và bây giờ mình ghé qua phía bên tay mặt, mình đi vô trong cái nhà lồng chợ đi. Trong nhà lồng chợ đó là bán hình như là cát sạp. Nãy giờ là mình đi phía bên ngoài. Bên ngoài thì bán giống như là bán đồ đổ đóng ở lề đường. Bây giờ mình đi vô trong trung tâm chợ, thì trong chợ thì có những cái sạp. Vô mấy cái sạp rồi. Đó. Quá. Trong đây cũng đông dữ nè. Quá đông luôn. Cái khu vực ở bên đó thì bán những cái đồ quần áo mỹ phẩm rồi. Còn cái phía bên tay phải trên màn hình là cái khu như là bán đồ tươi. Tư rồi bông hoa rồi trái cây quá đông. Đông nhiệt quá. Ồ để bán bông. Gian hàng bán bông mà. Bông chân tết quá đông vui luôn. Chào người đẹp, bán bông quá đắt luôn ha.
bán không kịp tay luôn trời. Không kịp uống nước luôn. Chúc mừng em, bán vậy là quá tuyệt vời luôn. Bán tới bữa mấy mới nghỉ em? Dạ. Mấy bữa này làm giúp, làm tiếp thôi. Làm tiếp thôi hả? Rồi quá trời. 10 phút sau quay lại hỏi trả lời nha. Rồi cảm ơn em. Đây. Quá. Quá đông. Rồi mình sẽ đi. Đi qua bên đây. Mấy gian hàng bán đồ tư. Quá. Đây gian hàng đầu tư nè, hàng trái rau cải. Cô quen không? Bữa nay cho cô lên YouTube luôn, đúng không? Bán Tết này đắt dữ hả cô? Quá trời luôn rồi, bán gian hàng này quá lớn luôn nè, bán không kịp tay luôn quá. Mấy giờ ra bán tới giờ cô? Chưa được 5 giờ. Chưa được 5 giờ là ra bán luôn đó hả? 4 giờ luôn. Bán tới tối luôn hả? Mấy giờ tối mới nghỉ? 11, 12 giờ mình khuya luôn hả? Trời ơi, bán dữ như thế hả? Quá trời luôn rồi. Gian hàng này của người cô mình nha, bán các loại tại chợ Bắc Sơn. Có anh chị ủng hộ ghé ngang gian hàng của cô bé nha. Tuyệt vời. Các loại mặt hàng rau củ quả luôn. Quá đẹp, nhìn thấy kéo qua người lại mua đồ Tết quá nhộn nhịp luôn. Các loại dưa luôn, dưa cô làm luôn hả? Trời ơi, giỏi dữ vậy trời. Rồi một hũ tép gì nhiêu? Hũ hả? Ừ. Có 120 à. 120 hả? Rồi có 50 à. Rồi cũng kiểu 100. Kiểu thì 100. Củ hành đó thì có 50 à. Ồ vậy là em quá. Ồ. Rồi. Rồi, quý khách ra ủng hộ gian hàng của cô mình nha, quá trời nhiều luôn. Bịch 10.000. Ờ, dưa chua luôn. Là cái đó là cà pháo. Đẹp quá. Ờ, đây dưa hấu luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đủ loại luôn, gian hàng của cô mình bán nhiều lắm mà. Cô bán trong tại chợ Bắc Sơn nè. Măng già. Măng già. Măng măng lè đó, măng lè. Ừ. Chó thịt cày. Dữ, thịt chó thịt cày luôn. Chó thịt cày á. Rồi dưa hấu Long An nhiêu 1 ký? À, dưa hấu Long An hả? Là 11 vốn này. 11 vốn hả? Ừ. Rồi bán ra nhiêu? Bán ra 21 hả? Bán ra 15.000. Bán ra 30. Quá dữ. Khai luôn cái vốn luôn phải không? Quá quá thiệt tình rồi. Bắp cháy luôn nè, luôn. Ờ. Rồi. Bắp cháy bê to quá ha, quá lớn luôn. Tuyệt vời quá. Mùi còn bán đắt nữa cô đó hả? Năm nay là hôm nay bán cái này là cô Út là ăn Tết linh đình luôn á. Bữa nào qua bên nhà chơi? Dạ thì đó, hôm qua đám giỗ không có cô Út. Mùng 1 có, con có nhà đó. Mùng 1 năm nào con cũng tụ họp ở nhà, chưa là có tụ họp nhà đó. Rồi mùng 1 gặp lại nha. Cũng ly linh đình với cô nha, chào cô, chúc cô bán đắt nha. Thì gian hàng.
Kế tiếp gian hàng này cô này quen nữa nè, cô này quá quen luôn, không có ra tiếp không? Gì hả? Quá nhiều củ cải đỏ, củ cải trắng, bắp cải, hôm nay đầu tư mắc không em? Cũng rẻ rẻ hả? Rẻ hơn 2 năm trước nữa hả? Ừ, vậy là được rồi. Quá tuyệt vời. Ớt chuông nè. Đây, đi kế tiếp sạp đầu tư của người em gái này nữa coi. Quá tuyệt vời. Cao cải đầy đủ luôn. Hello, xin chào. Bán quá đắt luôn không? Bữa nay ngỡ ngàng rồi vô đây thăm nữa. Hả? Quá trời luôn rồi, bán không kịp tay luôn rồi, còn gì nữa. Hôm nay là bán đất này ăn Tết linh đình luôn nha. Các loại rau củ quả đầy đủ luôn. Cổ hoa, hình như là đi đâu cũng thấy cổ hoa là nhiều ha. Cuối năm là bà con hay ăn củ hoa. Chào chị, lên TV cho ông xã đồ nhìn đây sao, coi có phải người đẹp không? Quá trời, cái này củ su. Đúng rồi, mấy ngày này vui lắm. Đông mà bán đồ là nhìn thấy mát mắt luôn à. Các loại đồ luôn. Rồi, kế tiếp mình sẽ đi phía bên ngoài nữa. Khỏi cái khu chợ trung tâm Nhà Long, mình đi sẽ con đường ở bên ngoài. Dài cái dọc đường này thì mình nhìn thấy hai bên là họ bán rất đông, dày luôn. Chung ra chợ này tương đối là lớn. Quá trời đông. Tuyệt vời. Cái đoạn đường này nó có cái chiều dài thì mình nghĩ là chắc cũng khoảng từ ở đường Ngô Quyền cho đến cái đường Nguyễn Trung Trực là tầm khoảng chắc cỡ 500 m. Rất là dài đi theo cái con chợ này. Chợ đông rồi. Quá đông. Nãy giờ mình để ý hình như mà mấy cái quầy thịt heo là bán là chỉ số đông nhất. Đây là quầy thịt heo. Quá đẹp. Chào cô bán thịt nha. Dạ. Thịt năm nay bán có giá không cô? Bán giá mà không, bình thường không có lên giá. Cũng bình thường ha. Rồi, cũng như hữu nghị cho bà con người ta ăn Tết rồi là được rồi. Đây, cảm ơn cô. Quá. Đây chỗ bán trứng nè. Đây là trứng gà.
30, 26, một loại trứng gà công nghiệp 22, rất là nhiều luôn. Đây bán trái cây luôn, đủ loại trái cây luôn, rất là trái cây. $50.000 một ký, quá rẻ. Rồi phía bên đây là sạp bán thịt heo luôn, bán thịt heo quá đẹp. Bán thịt heo đông, bên đông luôn, quá đẹp. Đây sập thịt bò, đây cắt sập thịt heo ở phía bên đây, cắt nhiều. Bán dưa hấu luôn. Đây một đoạn nữa thì ra tới đường Nguyễn Trung Trực rồi. Mình sẽ đi thẳng ra cái đường Nguyễn Trung Trực cho quý cô chú anh chị cùng xem luôn. Chỗ này có em nhỏ bán những cái đồ rau, rau ruộng. Đồ này chắc đồ trong nhà đem ra không hả? Dạ, đồ mua lại bán luôn hả? Đồ này đồ đồng, đồ ruộng không nè, đồ thiên nhiên. Ủa cái lá này lá gì ngộ ngộ hả? Rau đắng hả? Rau đắng này, rau thằng cua. Bán tới chưa trưa chắc về hả em? Hay là chiều luôn? Tới 6 bây giờ. 6 bây giờ tối mới về hả? Ừ, đẹp ha. Em bán có phụ ai không? Mình nên em bán gì? Phụ bà nội hả? Rồi đây chị gánh nè, gánh theo truyền thống nè, xưa giờ mấy bạn hàng hay bán gánh. Chào chị, bán hủ qua. Hủ qua nhà hay là hủ qua căng ta bán chị? Ở nhà chồng luôn ha, đẹp ha. Hủ qua trái đẹp, đẹp không nè. Mua hủ qua này dịp Tết cuối năm ăn cho cổ qua phải không? Năm mới tiến tới à. Rồi chúc chị ăn Tết vui vẻ. Tiếp tục phía bên đây gian hàng cũng bán bông nè. Rồi bông một bó 10.000, 40.000, 2-3 loại, 20, 30, 40 luôn. Gian hàng bán bông đẹp quá. Có bông cành mai luôn. Ở đây có bán theo truyền thống cành mai luôn ha. Đó cô này quá đẹp luôn. Mai nở à, nhìn mai là biết tới mùa xuân rồi. Em cầm bông bán luôn. Có mai không? Dạ. Đẹp quá. Rồi mình sẽ lội một đoạn nữa, cũng chuẩn bị ra đường Nguyễn Trung Trực này nè. Coi như là cái chợ này từ ở đường Ngô Quyền đi thẳng theo cái đường này là ra tới đường Nguyễn Trung Trực luôn. Cũng là gấp đông luôn. Tuyệt vời. Hiện bây giờ thì cũng trên 9 giờ, lượng khách cũng đi cũng gấp đông. Hôm nay thì thời tiết cũng là rất mát mẻ và khí hậu cũng không nóng bức, cho nên bà con mình đi chợ cũng thoải mái, không đến nỗi nóng bức. Đây cũng gà sạn gà tới.
Thầy chuẩn bị ra tới đường Nguyễn Trung Trực. Đây là đường Nguyễn Trung Trực nè. Đây thì mình ra mình nhìn thấy là cái đường Nguyễn Trung Trực rồi. Thì đường Nguyễn Trung Trực thì mình nhìn thấy có là một cái cổng tham quan. Đây là cổng tham quan đường Nguyễn Trung Trực. Cách cái chợ này khoảng 200m thôi. Khu vực là rất là nhộn nhịp luôn. Rồi mình cũng quay cũng đi một đoạn từ ở đường Ngô Quyền và đầu chợ cho tới cuối chợ rồi, thì mình cũng xin kết thúc cái video clip này. Cảm ơn quý cô chú anh chị quan tâm theo dõi cái video clip mình, và cũng cảm ơn đã like cho mình một like và đăng ký kênh. Và cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại cái những video tiếp theo nhé.